Cứ nhắc đến mấy chỗ ăn nhậu vui vui là mình nhớ ngay đến quán nhậu Tự Do, một trong những quán nhậu có quy mô khủng số 2 thì chắc không quán nào dám nhận số 1. Mà nghe nói quán nhậu Yêu Thích vừa khai trương cơ sở mới hoành tráng lắm nên là mình phải qua thẩm ngay. Vừa đến mình đứng hình luôn, kiểu uầy sao mà to thế. Và quán mà đi đông á mọi người nhớ đi sát nhau nha, không là lạc đấy, không đùa đâu. Nay đến thì mình có gọi mấy món mới mình chưa ăn thử bao giờ, ăn cho nó lạ miệng ý. Thì có salad cá hồi sông khói, gan chiên cháy tỏi, tràng trứng chim với cả dâu mực nướng sa tế. À, đặc biệt là đang có chương trình tặng đầu cá tuyết nướng to khổng lồ luôn. Mọi người đừng nghĩ đồ tặng là không ngon nha. Nướng xém, thơm, thịt cá dày, thích thì cuốn với đồ cuốn ăn kèm cũng ngon lắm. Mà thịt cá tuyết còn tốt cho sức khỏe cơ. Đây cũng là quán nhậu đầu tiên mà mình thấy đưa cái món cá tuyết vào menu ăn nhậu đấy. Mình thích nhất là salad với tràng trứng chim. Salad ăn mát, rau tươi, sốt cũng dễ ăn nữa. Cá hồi cũng có răm 7 miếng chứ không phải trang trí cho có đâu. Tràng trứng chim lúc mang ra vẫn xèo xèo nóng hổi, món này phải ăn ngay không để nguội là tanh lắm. Sốt đậm đà nên ăn hao mất mấy lon coca. Còn món mực nướng ăn lai dai cũng vui miệng phết. Món gan thì hôm đấy mình thấy hơi bị khô chút, so với khẩu vị của mình thì lại hơi bị đậm quá nữa. Tổng quan thì đây là một quán nhậu khá ổn, không gian rộng thoáng, hợp với mấy hội bạn bè đông hay là gia đình tụ tập. Hôm mình đến còn có cả DJ cơ, xịn sò chưa. Nếu mà mọi người chưa biết ăn nhậu ở đâu thì có thể tham khảo ngay quán này. Đây là quán nhậu Tự Do, nay thì mình ăn ở cơ sở số 68 Khúc Thừa Dụ nha.